Hôm nay tôi được xem đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực liên quan tới thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Bản thân tôi là một thương binh, là cựu tù kháng chiến, là một thành viên của Hội đồng xác nhận hồ sơ người có công của tỉnh. Tôi cảm thấy đây là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa rất nhân văn, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Sau mấy chục năm dài chờ đợi, nhờ sự vào cuộc quyết liệt rất cụ thể của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Long An đã giải quyết được 8 hồ sơ liệt sĩ. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh trong quá trình xem xét giải quyết hồ sơ người có công tồn động. Hôm nay còn nhiều trường hợp chưa được giải quyết, chưa người có công. Tôi mong rằng Bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo để giải quyết cơ bản các hồ sơ còn tồn động. Ông tôi là liệt sĩ sinh năm 1891, tham gia cướp đồn Trà Cú năm 1940, bị địch bắt đại ra Côn Đảo và đã hy sinh tại Côn Đảo năm 1942. Gia đình chúng tôi đã làm hồ sơ từ năm 2004, nhưng do ông tôi hy sinh từ năm 1942, tính đến nay là đã 75 năm, do đó hồ sơ chỉ còn một người chứng nhận nên chưa được công nhận liệt sĩ. Cuối năm 2016, gia đình chúng tôi được xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa và bộ phận xác minh hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo chủ trương giải quyết hồ sơ tồn động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chọn tỉnh Long An làm thí điểm. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 3 tháng sau, gia đình đã nhận được thư mời liên tỉnh dự lễ, lên tỉnh để dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công. Gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng, vui mừng và xúc động khi nhận được tấm bằng Tổ quốc ghi công. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong tỉnh đã quan tâm đến gia đình chính sách suốt 12 năm chờ đợi. Mỏi mòn, tưởng chừng như hồ sơ không thể giải quyết được. Là cháu liệt sĩ, tôi xin hứa luôn gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Động viên con em hăng hái tham gia lao động sản xuất để góp phần xây dựng cho quê hương thêm ngày càng giàu mạnh. Qua dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công, tôi được thông tin hiện nay tỉnh Long An còn trên 200 hồ sơ người có công chưa được công nhận. Rất mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết công nhận liệt sĩ cho những gia đình còn lại, vì chiến tranh đã 42 năm nên gia đình họ rất mong mỏi chờ đợi.